Ngọc Khang. Con xin cung thỉnh bà Viện Thị Sinh. Dạ, con xin cung thỉnh cha là chị Ngọc Tùng. Con xin cung thỉnh mẹ chị Thị Bọc. Dạ, con xin cung thỉnh tiền thê chị Thị Xoan. Dạ, con xin cung thỉnh ông chú chị Ngọc Bá. Dạ, con xin cung thỉnh cháu chị Ngọc Sĩ. Dạ, con xin cung thỉnh cậu bé chị Vũ Cao Nguyên an táng tại Đồng Đâu, Mã Cổ. Dạ, ngày hôm nay gia chủ chúng con tu thiết lễ nghi trên cây dưới mặt cung linh cổ tịch bản gia cổ công bản đường tiên tổ thần hoàng bản cổ đại vương cổ địa chính thần chấp kỳ lệ bản kim ngân tờ đơn cánh sớ quân tâm ở trần. Con xin gia tin tiền tổ có phần bà cô bác lại người phân biệt người độ cho gia chủ nhà Trần nhà con lại ở đường đời cầu gì bắt lấy ở thời trần gian. Dạ, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con nặng
niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dạ con niệm chín phương trời mười phương Phật, chư Phật mười phương. Dạ ngày hôm nay chính chủ chúng con là Trịnh Ngọc Dung, con có mổ mẹ con là Nguyễn Thị Giao, có thực trưởng nam con là Trịnh Ngọc Thu, thứ nam con Trịnh Ngọc Sơn, con dâu con Lý Thị Hồng Nhung, dạ con nội con Trịnh Hoàng Ngân, Trịnh Ngọc Gia An, Trịnh Hà An, Trịnh Thủy An, hợp đồng gia môn quý vãng tại các trí Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa. Dạ có tín chủ nhà Trần nhà con là Trịnh Ngọc Hiệp, sinh năm 1958, thê con Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1961, trưởng nam Trịnh Ngọc Trọng, sinh năm 1987, dâu con Vũ Thị Mai con, vâng sinh năm 1991, vâng có nội con Trịnh Vũ Thảo Nguyên, sinh năm 2014, hợp đồng gia môn quý vãng anh em nội ngoại. Còn ra quý tặng chúng con tu thiết để đi tại gia. Dạ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ ngày hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm Tân Sửu Niên, gia chủ chúng con kính lễ, kính biếu Minh Y, Minh Tài và Đồ Tư Trang cho các chân linh của dòng gia họ Trịnh Ngọc. A Di Đà Phật. Phục duy trung nguyên lãnh tiết phong nhân xá tội văn hóa minh y minh tài minh khí vải lụa quần áo tư trang vật dụng bảo yên gia nội Việt Nam quốc Thanh Hóa tỉnh Yên Định huyện Định Bình xã Đắc Chí thôn kim thần tín chủ con chính chủ Trịnh Ngọc Dung hợp đồng gia môn kiến đắng anh em nội ngoại thành tâm kính lễ tu thiết lễ nghi thiết lập đàn duyên kính lễ trung nguyên cầu yên cầu tài cầu duyên tinh tường thọ cần chầu văn sớ bái tấu cung thỉnh địa phủ trưởng minh y sứ giã từ miền Thanh Phong quan vũ lâm giáng độ đại thần bản gia thổ công thổ thần thổ địa táo quân long mạch lai lâm chiếu giám tiếp triệu các vong hồn từ tại đạo trường thỉnh pháp tinh văn nhận thủ minh y minh tài vải lụa tư trang quy hồi phần mộ đắp an toàn phục nguyện địa phủ trưởng minh y và quan vũ lâm chiếu giám chắc kỳ lễ bạc nhận thủ quản lý và cấp phát thứ tự theo danh sách đã liệt kê phù hợp quyết trừ tà tinh quỷ quái bắt đắc chiếm đoạt nguyện cầu các vong hồn được siêu sinh tịnh độ nhận thủ tư trang đầy đủ cầu được siêu sinh tịnh độ bách thế bách thiên vạn niên phong phú nhân ngày xá tội công nhân cúi xin thổ địa thần linh xứ nhà ngồi cao xếp rộng trong xa cho các vong linh trong tộc vào nhà tự nhiên tam sinh ngũ phẩm